Hành tinh không chỉ có núi, miệng núi lửa và đồng bằng. Nó cũng có một bộ siêu tập các hình dạng kỳ lạ giống như hố thu hút mắt và trí tưởng tượng. Hầm bên dưới, sao hỏa có những độ sâu tiềm ẩn được gợi ý bởi những hố hấp dẫn nằm rải rác xung quanh hành tinh. Một số cửa sổ trêu ngươi này có thể là lối vào các hang động dưới lòng đất. Nếu con người từng đến được sao hỏa, họ có thể muốn xem xét việc đi xuống dưới lòng đất để bảo vệ mình khỏi bức xạ không gian. Hình ảnh từ tàu quỹ đạo do thám sao hỏa MAO của NASA vào năm 2011 cho thấy một lỗ trên sườn núi lửa Pavonis Mông. NASA cho biết, tại sao lại có một miệng núi lửa hình tròn xung quanh hố này vẫn còn là một chủ đề suy đoán, cũng như toàn bộ phạm vi của hang bên dưới. Không có Sala CC ở đây, hình ảnh MAO từ năm 2015 này cho thấy một cái hố với đáy trông như đá. Không có Sala CC ở đây, chúng tôi nghĩ nhóm máy ảnh MAO Hirai đã tweet. Đây là hình ảnh hoàn hảo cho một trò đùa chiến tranh giữa các vì sao. Không có người ngoài hành tinh được tìm thấy. Hố có vòng đây có thể trông giống như một cái nút kỳ lạ mà bạn có thể ấn vào. Nhưng đó là một cái hố có vòng tròn được MAO của NASA phát hiện vào năm 2009. Lớn như một sân bóng đá, hố hình tròn tuyệt vời này và những cái khác giống như nó lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh từ tàu vũ trụ Mars Odyssey của NASA đã đến được sao hỏa vào năm 2001. MAO sau đó đã tìm hiểu kỹ hơn và tạo ra hình ảnh này vào năm 2007. NASA ước tính hố có kích thước bằng một sân bóng đá. NASA cho biết trong một thông cáo hình ảnh, những lỗ hổng và hang động ngầm như vậy có thể là mục tiêu hàng đầu cho các tàu vũ trụ, robot và thậm chí là thế hệ tiếp theo của các nhà thám hiểm liên hành tinh. Hố với các kênh ở đây không chỉ có một cái hố. Chú ý các kênh dẫn ra khỏi rìa. NASA cho biết trong một thông cáo vào năm 2017, hố hình thành sau các con kênh. Lộ ra một lớp đá tảng bên dưới lớp phủ bề mặt đầy bụi và được bồi đắp bởi các lớp trầm tích. Theo NASA, hố này và những hố khác giống như nó có thể có băng nước dưới bề mặt. Những du khách trong tương lai sẽ tìm kiếm nguồn nước có thể tiếp cận được như một nguồn tài nguyên. Hai hố còn gì tuyệt hơn một cái hố tối tăm kỳ lạ trên sao hỏa. Hai hố, máy ảnh Hirai trên MAO của NASA đã chụp được những cái hố tối đen không vành này vào cuối năm 2010. Lớp cặn bẩn có thể bao gồm vật chất tối bị thổi ra khỏi hố hoặc từ một số nguồn khác và phân tán bởi gió địa phương, cho biết nhóm Hirai. Hố hay hố va chạm, NASA đã nhìn vào vết lõm hấp dẫn này được tìm thấy ở vùng cực nam của sao hỏa vào năm 2017 và suy tính xem liệu nó có thực sự là một hố va chạm hay không. Nếu nó không phải là một miệng núi lửa thì nó có khả năng là một khu vực bị sụp đổ trên mặt đất. Gần Asia Mông, MAO của NASA đã phát hiện ra cái hố mơ hồ có hình hạt đậu phộng này nằm ngay phía nam của núi lửa Asia Mông khi chúng tôi chụp ảnh các hố trên sao hỏa. Chúng tôi cũng muốn tìm kiếm các cấu trúc liên quan đến sự hình thành của chúng, nhóm máy ảnh MAO Hirai cho biết vào năm 2018. Một cái nhìn rộng hơn của khu vực cho thấy một số hố hình tròn gần đó. Hố Format Thụy Sĩ, khu vực cực nam của sao hỏa khá hoang sơ. Loại cảnh quan đầy rỗ này được các nhà khoa học nghiên cứu đặc biệt danh là địa hình Format Thụy Sĩ. Các hố là những điểm mà tròm băng đang bị xói mòn. Máy ảnh MAO Hirai của NASA đã chụp lại quan điểm này vào năm 2009. Amip khổng lồ, không có gì thú vị hơn một đặc điểm giống với một con amip khổng lồ, nhóm máy ảnh MAO Hirai cho biết trong một hình ảnh công bố vào đầu năm 2019. Hố dài này nằm ngay phía nam đường xích đạo của hành tinh đỏ. Hố trong miệng núi lửa, nhóm máy ảnh MAO Hirai đã tweet một đoạn mô tả ngắn gọn và ngọt ngào về quang cảnh sao hỏa hoang dã từ năm 2008. Tâm trí bị thổi bay,
Một cái hố bên trong miệng núi lửa không tên ở phía bắc của miệng núi lửa Rabe. Đó là một lời nhắc nhở tốt về việc cảnh quan sao hỏa có thể trở nên điên cuồng như thế nào. Gần đen MAO của NASA đã nhìn chằm chằm vào vực thẳm vào tháng 1 năm 2020 khi nhìn thấy hố sâu màu xám này. Nhóm máy ảnh HIRAI sau đó đã tăng cường độ sáng của hình ảnh để có cái nhìn rõ hơn về những gì đang xảy ra trong bóng tối. Một hố sáng hơn chế độ xem song song này cho thấy hố được MAO của NASA phát hiện vào tháng 1 năm 2020 ở bên trái và phiên bản tăng cường độ sáng ở bên phải. Nó trông không đáng sợ với độ sáng được tăng lên. Trái tim của Pete Opmars, cơ quan khảo sát toàn cầu về sao hỏa của NASA, đã thực sự cảm nhận được tình yêu từ hành tinh đỏ khi chụp được bức ảnh về một cái hố hình trái tim vào năm 1999. Cơ quan vũ trụ cho biết đây thực sự là một cái hố được hình thành do sụp đổ trong một cái máng có tường thẳng được biết đến về mặt địa chất như một người nắm bắt. Chuỗi hố, những hố nhìn thấy trên núi lửa Ascreus Mông trên sao hỏa có liên quan đến nhau. NASA cho biết các chuỗi hố như thế này là kết quả của sự sụp đổ dọc theo các đường đứt gãy. Trong trường hợp này, trước khi sự sụp đổ xảy ra, lỗi là đường dẫn cho đá nóng chảy magma phun trào tạo thành một tập hợp các dòng dung nham trong một bản phát hành hình ảnh vào năm 2005. Nhân viên khảo sát toàn cầu về sao hỏa của NASA đã chụp được cảnh tượng điêu khắc này. Sập hố, hố sụp đổ này bị che khuất bởi góc của mặt trời khi MAO của NASA chụp được bức ảnh vào cuối năm 2008. Nhóm máy ảnh HIRAI cho biết những hố như thế này sẽ sụp đổ thành những khoảng trống dưới lòng đất, chẳng hạn như những hố còn lại do lan truyền các con đê chứa đầy magma. Về cơ bản, mặt đất bên dưới nhường chỗ tạo ra sự hình thành ám ảnh mà tàu quỹ đạo của NASA có thể nhìn thấy. Tạo hố trên sao hỏa, những hố này hình thành dọc theo sườn núi lửa Elysium Mông trên sao hỏa. Nhóm máy ảnh MAO HIRAI của NASA đã gọi chúng là manh mối quan trọng về nguồn gốc của một số thung lũng gần đó. Nhóm nghiên cứu cho biết, những hố này hình thành khi mặt đất bị kéo ra bởi Mars Quake. Ở một vùng đất lạ, điều này trông giống như một cái gì đó bạn có thể nhìn thấy qua ống kính macro. MAO của NASA đã phát hiện ra vết lõm và cảnh quan hình học xung quanh nó vào năm 2010. Nó nằm trong một khu vực được gọi là Utopia Roof. Lỗ khoan đây không phải là hố tự nhiên trên sao hỏa. Đó là một lỗ khoan nhỏ do công ty thám hiểm Curiosity của NASA thực hiện vào năm 2013. Đường kính của lỗ khoảng 0,6 inch, 1,6 cm và độ sâu khoảng 2,6 inch, 6,6 cm. Người thám hiểm đã sử dụng một camera cận cảnh để có cái nhìn rõ hơn về quá trình thủ công của nó. Con người đã và đang ghi dấu ấn trên sao hỏa chỉ ở quy mô rất nhỏ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.